Hôm nay là ngày 24 tháng 6, quý cô ở thành phố Hồ Chí Minh, thì đặc biệt là cô này, cô Nhi đang có chứng bệnh là cái sắc mặt thường thay đổi, nghĩa là rất là thay đổi, rất là bất thường đó. Cho nên là đến đây để nhờ là để nhà sư á xem coi cái bệnh như thế nào. Thì trong cái tình trạng cho nửa hư nửa thật, tự nhiên trong người là nước mắt trào ra khóc đó. Có nghĩa là khóc không biết lý do, không có một lý do gì hết, nghĩa là cái khóc tự nhiên đó. Thì cái khóc tự nhiên này là một cái hiện tượng lạ, và nếu nói về vấn đề mà cái về y học đó, thì gọi là cái khóc vô bằng tới. Nhưng mà nếu nói về Phật pháp đó, thì đây là một cái nhân quả đó mà có lẽ cô đã gây, cho nên bây giờ là những cái phần uổng tử, những cái phần hồn nó đang ẩn ở trong người cô đó, nó theo nó dương dấn, nó báo oán như thế nào đó. Mà trong khi đó thì cái nhà của cô thì nó còn còn gai góc nhiều, cho nên nó không ứng khẩu được, nó không nói nên lời được. Thì như vậy nhà sư mới phương tiện là mượn cái nhà của cô khác, tức là mượn cái nhà của cái cô Phước này để mà nó ứng khẩu vô, nó khai lên những sự thật của cuộc đời, lý do nào nó chết và tại sao nó theo nó báo với cô Nhi này. Thì như vậy là nó đang mượn cái nhà, và nó đang 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 ở vô cái nhà này, thì nó đã đang khóc ở đây đó. Nè, bây giờ con nghe hỏi nè, tại sao mà con theo cái cô Nghiêm này? Con phải nói cho sư ông rõ, rồi sư ông sẽ cứu độ cho con, bởi vì sư ông có một cái hạnh nguyện rất là đặc biệt. Sư ông nguyện tu hành để sau này thành tựu một cái phương pháp, tức là một cái giáo pháp để mà cứu độ cho những linh hồn uổng tử, chức quan chức ức, mà đặc biệt trong cái thời chiến tranh, sư ông đã phát nguyện tu hành đắc pháp sau này cứu độ những linh hồn chiến sĩ đã hy sinh, những người đã vì nước bỏ mình đó. Không ai cứu khổ, thì sư ông sẽ có một cái khả năng để cứu độ. Thì trong thời gian qua sư ông đã cứu độ rất nhiều dân hồng chiến sĩ, kể cả hai bên chiến sĩ cách mạng, những người kháng chiến pháp chống Mỹ, kể con cả chiến sĩ quốc gia. này đau lắm ông ơi. Con là ai, là dòng dõi con là gì? Sao nó giận lộn với con em quá trời, con chưa nói hết nó giận rồi. Nó dành sao? Nhiều người muốn về mượn cái xác này nè, nói chuyện cho ông biết rồi, báo mà trả không quả, đòi nợ nó, không cho nó đi tu. Nó ác quá trời mà nó tu có nổi gì. Ông biết rồi. Nó ác cách làm sao? Hồi đó hiện tiền con mẹ của nó cũng ác, rồi con cũng ác nữa, gia đình nó không biết tu hành gì chứ, nó cắt cổ dòng ngồi của con, nó đem ra chợ nó ngồi nó bán. Như vậy là dòng họ của con á là dòng họ gì vậy? Con không biết nữa, nhưng mà con hận quá rồi, con cắt cổ con la quá trời, con la cáp 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 mà nó cũng không hiểu ra con nữa. Như vậy là dòng họ con là dòng họ vậy, là hiện kiếp này nó giết con á hả? Nó giết con rồi, con chết thì thôi chứ sao còn lại theo nó làm chi hả? Con thấy con hạnh cho nó khó ngủ thôi nha, cho nó lạnh lẽo nó vậy đó, con báo cho nó đừng tu, nó ác quá mà nó tu hành gì, nó làm bộ nó tu giả, nó ác là biết nó tu, nó đâu giết dòng ngồi của con. Nhưng mà trước kia nó chưa biết tu, nó chưa biết tu cho nên nó mới giết con, rồi bây giờ nó ăn năn nó hối hận rồi nó mới đi tu.
À, dạ có nói ông nói những ngày con có đứa quen những đứa không? À, bây giờ là lúc trước mà con chưa biết tu á, con có giết giật nhiều không hả Nhi? Cái này con mới nói sự thật để cho biết cái nhân quả thế gian nó là vậy. Hiện giờ có số người họ nói rằng vật dưỡng nhân, thú vật á là để dưỡng cho người, cho nên họ mặc tình, họ cắt cổ, mổ bụng, nhổ lông để mà ăn ăn thịt người ta. Họ cho rằng đó trời sinh đó là để nuôi họ, nhưng mà thực tế ra mà nói á, trong cái quy luật thiên nhiên của vũ trụ của tạo hóa đó, thì mỗi chúng sanh tiến hóa đây là do cái quy luật thôi, chứ không có trời nào mà sanh cái loài nhỏ để cho người loài lớn ăn hết, thấy không? Vậy thì dòng họ của con còn ở bên đó đông dữ Đồng lắm hả? lắm, con đại diện con nói cho ông nghe thôi, chứ dòng họ con còn ở bên đó mà con thấy nhiều người nữa ông nó giết nhiều người chứ mà, Nhiều người chứ hả? không phải riêng về dòng họ của con không. Dòng họ nào đó? Dòng họ kia làm sao? Dòng họ người khác kia làm sao? Cái tiếng kêu á. Con thấy đủ miếng cái chuyện rồi. Vậy thế Cái con gì hồi nãy ông mới cưng đó, ông nói nó ăn tương đó. chó à hả? Dạ Nó cũng có giết dòng họ chó nữa nó nói với con là nó báo 3 kiếm rồi à? À đúng rồi. mà con thấy tùm lum hết trơn đó ông, người ta cũng có nữa ông, người giống như ông cũng có nữa ông. Nó cũng có giết nữa hả? Nếu vậy là chắc nó giết kiếp trước á, cái kiếp này nó không có giết đâu. Con không biết mà con thấy đâu đó. Thôi thì bây giờ vậy nè, đó. Cái kiếp này hiện thực không có giết em, có giết vậy thôi có hả? À, kiếp này mà mẹ cũng có giết phải không? À, đúng rồi, cái giấc mơ con vừa ra con kể cho anh là đúng đó. Bởi vì nhiều khi á, mình vì cái sự sống mình biết những cái loài vật để mà sinh nhai, hoặc là vì thương con thương cháu tạo cái sự nghiệp để sống cho con ăn học thành tài thì gây biết bao nhiêu ác nghiệp. Thì bây giờ chúng sinh nó có một cái loài nào mà nó đòi chết, nó ham chết đâu? Tất cả chúng sinh đều là ham sống sợ chết cho nên khi nó chết rồi nó uất hận thì sao nữa? Tức là nó tìm mình nó báo oán. Nó tìm mình báo oán thì mình phải chịu thôi. Cho nên đối phương pháp nhà Phật dạy tu là phải sám hối để mà cầu xin những cái linh hồn mà nó thích oan ức gì mình, nó tha thứ cho mình, thấy không? Thôi bây giờ con nghe lời sư ông đi, sư ông sẽ ráp đầu ráp cổ cho mấy con ở hết, không? Mấy con phát tâm niệm Phật để cho mau tiến hóa lên làm người tu hành thành công đắc quả, thành Phật thành tiên, bây giờ cái cõi trên an lạc, không còn sống nơi cõi tình gian giả tạm, cái cõi ta bà đau khổ mình nữa, nghe chưa? Con hồi nãy con ở dưới đá mà dưới con nghe cái cô Hương nè nói chỉ thấy cưng á có bệnh rồi đó, cưng đi về ông sư cứu cho. Cổ khen đức hạnh của ông sư đủ thứ hết trơn, ông sư gặp được ông sư là có phước rồi, tu người nhiều đời mới được gặp ông sư, nói đủ thứ hết trơn, con mới dẫn nó đi chứ trong lòng nó cũng không muốn đi lên đây nữa. Mà con nghe nói ông vậy thôi mà con thấy cái cô Hước này nè, con thấy cổ cũng có cái tâm của thương người á, cô cổ thì xuống dưới cổ cũng có mời ai có muốn tu thì đi theo tôi về tu, chứ đừng có ở thành ma thành quỷ tội nghiệp. Có lại có quy y cho nguyên một cái lòng con gì á, nhiều thiệt nhiều không, có quy y cho cái lòng con đó đó, người có cũng nguyện cho người ta đụng lưng hết trơn, cái cũng nguyện trong tâm của con nghe vậy cái con mới lo đó làm, chứ ý nó cũng chưa muốn đi nữa đó. Vậy nó sao? Con hiếm cho nó đi lên trên này, con nghe nói ông vậy con lên em chưa biết mặt ông thì ông sao mà con thấy nó ác quá trời ác rồi. Vậy thôi, tại hồi trước nó không biết tu nó ác, con biết không? Những con người mà chưa biết tu á, họ còn gây tội ác nhiều lắm, họ còn tạo nghiệp chướng nhiều lắm, họ còn giết chúng sinh nhiều lắm. Mà những con người biết tu rồi á thì tới thời kỳ trả quả rồi, đâu làm sao được nữa, cứ chấp nhận thôi.
Nhưng mà mấy con muốn mau tiến hóa thì mấy con phải mở rộng cái lòng nhân tình mình nhân ra, phải tha thứ cho người ta thì mình mới mau tiến hóa được. Thấy như sự đi khăn, thấy như đi khăn. Nó xin á, em nghe nghe như mày à, nó nói rồi cái quả nó xin nó lãnh hết á, để cho mẹ nó đỡ khổ. Thì trước kia mẹ con cũng không biết không, cái tình cảnh này mấy con thấy chưa, những người sống thế gian cha mẹ thương con sát sanh hại mạng tạo nghiệp đủ điều để nuôi con lớn khôn ăn học thành tài, còn dựng vợ gả chồng đủ thứ hết trơn. Rồi cha mẹ sau khi chết những nghiệp báo nghiệp sát sanh hại mạng này, nhưng biết những cái lời chúng sinh của các con này xuống âm phủ phải đền tội hoặc giả hiện kiếp đó, mà nó theo nó đòi nó báo thì phải bệnh hoạn, phải có khi nằm liệt giường liệt chiếu, hay là ăn không được, uống không được, thức ngủ không được, phải chấp nhận những cái quả báo này. Mấy con thấy cái tình thương của cha mẹ rộng lớn bao la hay chưa? Cho nên mấy con là loài chúng sinh, mấy con cũng có dòng họ, cũng biết thương yêu dòng họ của mình. Thì bây giờ những cái người mà mang cái họ gây những cái lỗi lầm cho mấy con á, thì mình sẵn sàng tha thứ cho người ta đi, để cho người ta nghĩa là tu hành sau này ta thành tâm đắc quả, ta cũng độ mình, ta hồi hướng phước duyên cho mình, thấy chưa? Giờ con nghe lời xong đi. Ông dị bệnh cho cái đầu con cho con lượng nhất nữa đi, nó cắt cổ con không chết, cái nó liền một cái bịch cái đầu con nhân vô trong cái thau đó, giờ con nhức cái đầu quá trời, giờ ông chị cho con hết nhất đi. Rồi thì đó là để sao ông chị cho con. Nam mô hết thảy niệm màu chiêu biến dạng đá chiếc điểm trên tay linh căn nè, cái linh căn nó là giúp nè, cho nó hết đau đầu gáp đầu gáp cổ luôn hết. Ông cũng hết dòng họ con đi không? Rồi nam mô biến rồi con hết đau đầu chưa, xuống múc cho một thằng nước thì xuống múc cho một thằng nước rồi hết kiểm chứng kiểm tra lại hết đau chưa. Dạ hết rồi anh. Hả? Vì dòng họ con bao nhiêu kêu lại hết đi, anh cứu cho, anh cứu hết trơn nè. Mà con hứa nó không chịu, nó không chịu rồi sao anh? Không chịu hả? Dạ. Đứa nào chịu kêu lại đi, kêu lại. Ôi đứa nó không chịu, nó nói để nó báo, nó nói gì cái đứa nó còn hạnh quá mà. Vì đây thì đứa nào chịu lại anh cứu trước, đứa nào chưa chịu rồi để giải quyết sau, thấy không? Con biết không, bây giờ để cho ông cứu giải vậy nè, rồi sau nó chúng ta tăng cầu siêu cho người ta nè, các linh căn nghe cho ông nói nè. Bây giờ phải sám hối với nhiều đó, rồi được bao nhiêu phước hồi hướng cho những loài chúng sinh mà mình đã giai tạo với nó, rồi bây giờ nó tha thứ cho mình, gặp với cầu siêu cho nó, mình cầu xin sám hối hàng đêm như vậy á, thì nó thấy được cái sự ăn năn hối cải của mình thì nó sẵn sàng nó tha thứ, thấy chưa? Bây giờ con kêu tất cả những cái dòng họ của con á, những người nào mà muốn cho ông rắc đầu rắc cổ rắc tay rắc chân lại cho nó lành lặn á, tập trung lại đi. Bây giờ người nào dòng họ của con là người mà vô mượn cái nhà của cô Phương Phước gì đó ông nói đó, thì ông cứu đi, rồi tụi con đồng ý, tại vì vô đây con biết giác ngộ rồi. Thầy đưa người tốt nè. Nam mô còn một số bên bển thì con không biết nha. Nam mô cái Phật nhiệm màu thiên biến vạn hóa các loài chúng sinh.